Alo, xin chào các bạn. Trong video clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về Hibernate các bạn nhé. Thì ở trong những cái bài học trước á, thì các bạn có nhớ rằng chúng ta đã làm quen được với một số cái mối quan hệ đúng không ạ? Quan hệ một một này, quan hệ một nhiều này, rồi quan hệ nhiều một. Thì thật ra trong cái quá trình mà chúng ta lập trình và chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu thì nó còn có một cái mối quan hệ nữa, đó là mối quan hệ many to many, có nghĩa là quan hệ nhiều nhiều ha các bạn ha. Đây mình sẽ viết cái mối quan hệ này ra và mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu về nó ha. Chúng ta có một cái mối quan hệ là many to many. Tức là quan hệ nhiều nhiều của các bạn. Thế thì trong thực tế các bạn có bao giờ gặp được cái bài toán many to many không? Có nhiều lắm nha. Ví dụ như là các bạn là một cái bạn nhân viên đi, một cái bạn nhân viên ở trong một cái công ty. Và ở trong một công ty á, thì thường chúng ta có những cái buổi họp hay còn gọi là những cái cuộc họp, được chưa? Thế thì một cái bạn nhân viên này nè, bạn có thể tham dự một cái cuộc họp, đúng không ạ? Bạn nhân viên này có thể tham dự một cuộc họp. Tuy nhiên, một trong một cái cuộc họp á, thì cũng có rất là nhiều cái bạn nhân viên khác nhau. Các bạn có hiểu kịp không? Các bạn có một cái cuộc họp ở trong công ty thì ít khi nào mà cuộc họp có một người lắm, mà phải là cuộc họp có hai người, có ba người, bốn người đúng không? Rồi một bạn nhân viên này á ở trong một công ty đó làm việc thì tham dự cuộc họp A, xong rồi cũng có thể tham dự một cái cuộc họp B, tham dự cuộc họp C. Có nghĩa là lúc này cái mối quan hệ giữa hai cái class nhân viên và cái class cuộc họp đó là mối quan hệ nhiều nhiều. Người ta thường đánh nó là một cái dấu sao thế này, hoặc là nó ghi là mối quan hệ NN như thế này. Thế thì khi mà chúng ta gặp một cái mối quan hệ nhiều nhiều á thì thông thường các bạn sẽ làm như thế nào? Người ta sẽ tổ chức nó thành một cái bảng ở trung gian. Thường là người ta sẽ không có trực tiếp hiển thị cái mối quan hệ nó như thế này ha. Tức là người ta sẽ cố tình người ta sẽ tạo thêm một cái bảng nữa để cho cái bài toán của chúng ta nó trở nên dễ hơn. Tức là lúc này nó sẽ có một cái ví dụ như là thông thường á chúng ta làm xây dựng những cái bảng cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu thông thường á thì chúng ta thường là tạo ra thêm một cái table nữa, đó là table nhân viên và cuộc họp, được chưa? Đó. Rồi, thay vì hai cái thằng nhân viên và cuộc họp nó quan hệ trực tiếp với nhau thì lúc này á là một bạn nhân viên này nè, bạn có thể là có cái mối quan hệ với cái table ngay chỗ này. Nhân viên cuộc họp ở đây là một nhiều nè. Rồi một cuộc họp thì lại có nhiều cái bạn nhân viên ở đây. Thì nếu như các bạn có học một cái môn ở trường, đó là môn cơ sở dữ liệu, các bạn sẽ hiểu được cái cách làm sao chúng ta đưa từ một cái mối quan hệ nhiều nhiều thành hai cái mối quan hệ một nhiều. Cái này thì các bạn chịu khó, các bạn đọc thêm tài liệu ở trường nha, hoặc là đọc thêm tài liệu ở trên mạng internet. Rồi, thế thì bây giờ á, cái câu chuyện chúng ta là chúng ta đang học và chúng ta đang tìm hiểu về Hibernate đúng không? Thế thì bây giờ giả sử như chúng ta cũng gặp một cái tình huống tương tự như thế này thì làm sao chúng ta có thể biểu diễn được nó ở trong một cái dự án mà chúng ta có sử dụng cái Hibernate Framework? Thì bây giờ mình xin mời các bạn cùng mình bắt đầu mở Eclipse ra và chúng ta thử chúng ta code một cái bài toán như thế này các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở Eclipse và chúng ta bắt đầu chúng ta làm việc luôn ha. Rồi, để mình xem qua mình mở chưa. Thì để mà tiết kiệm thời gian á, thì mình sẽ không có code từ đầu. Các bạn vui lòng là các bạn sẽ, chúng ta đã có cái đoạn code để cấu hình nè, rồi cái đoạn code để kết nối cơ sở dữ liệu. Ngoài ra thì các bạn cũng phải mở cái thằng cơ sở dữ liệu MySQL lên để chúng ta bắt đầu chúng ta tương tác với nó ha. Mình cũng sẽ mở cái thằng SAM lên. Các bạn sử dụng cơ sở dữ liệu gì thì các bạn sẽ mở cái thằng server của nó lên nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm việc ha. Nhớ là mình nhớ là thằng này. Để mình mở thử ha. Rồi tranh thủ thời gian thì mình cũng mở luôn cái thằng ADSQL lên ha. Mình sẽ mở luôn cái thằng ADSQL lên. Đến ngày hôm nay thì mình hy vọng rằng tất cả những cái thao tác này các bạn đã quen rồi ha. Các bạn có thể tương tác với nó một cách rất là dễ dàng. Rồi mình open ha, open ra. Các bạn để ý cái thằng này nó phải màu xanh lá thì các bạn mới kết nối được các bạn nhé. Rồi bây giờ thì trong đây á, thì mình sẽ tạo ra một cái table, xin lỗi, tạo ra một cái database mới nha. Mình sẽ chọn là My Project nè, rồi mình sẽ chọn New một cái database mới, phải chuột. Chúng ta chọn Create New và mình chọn Database. Ở đây thì mình sẽ chọn database là Example Many to Many.
tức là quan hệ nhiều nhiều các bạn ha, quan hệ nhiều nhiều rồi mình chọn ok ở đây đó, mình sẽ có một cái table như thế này nha. Rồi các cấu hình của mình thì nó giống y như vậy, do đó mình sẽ copy lại cái dự án của các bạn hôm trước. Nếu như là bạn nào chưa học những bài trước á, thì các bạn chịu khó các bạn xem lại từ cái bài đầu tiên, làm sao để cài đặt được một cái dự án Happiness, làm sao để cấu hình rồi những cái mối quan hệ đơn giản trước khi đến với cái mối quan hệ này ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ copy, chúng ta paste cái dự án này ra, mình đặt đây là bài số 7. Rồi sau đó thì mình sẽ sửa lại một chút xíu trong cái phần cấu hình nè. Thì trước hết đó, trong cái phần form thì chúng ta sẽ kiểm tra lại, đây là một dự án Maven, các bạn làm quen với Maven rồi ha, thì những cái này thì mình sẽ không không cấu hình lại nữa. Các bạn có thể lấy code ở trong cái phần mô tả của video, trong phần description nó có rồi. Còn trong cái phần này happiness.cfg thì chúng ta sẽ phải sửa lại một chút, đó là cái tên của cái cơ sở dữ liệu ở đây. À đây, example one to many thì mình sẽ sửa thành là example many to many. Mấy cái này chúng ta học hết rồi các bạn nhé, bạn nào chưa học thì chỉ có xem lại. Còn những cái mapping này á, thì tí xíu nữa chúng ta sẽ có những cái class mới, thì chúng ta sẽ mapping cái class nó vào đây. Bây giờ thì tạm thời chúng ta để như vậy, chúng ta không thay đổi gì hết. Rồi bây giờ thì mình mới đi vào cái phần module nè. Trong cái phần module này ha, mình sẽ xóa hai cái class này đi, mình xóa đi ha, mình delete nó đi, mình không cần dùng tới hai cái thằng này. Trong thằng down thì mình sẽ xóa đi cái bút down và cái out down ha, bỏ hai cái thằng này đi. Rồi mình cho cái down interface thằng test cũng vậy, test thì để như vậy thôi, chúng ta chưa đụng tới nó. Rồi view tiêu cũng vậy ha. Rồi bây giờ đó, trong cái thằng mô đô thì giống như cái ví dụ hồi nãy chúng ta có, thì các bạn sẽ suy nghĩ giúp mình nhanh thôi. Chúng ta có hai cái đối tượng, hai cái class mà chúng ta cần phải xử lý. Class nó nhớ không? Trước hết thì bây giờ để mà cho cái thư viện của Hibernate nó vào á, thì các bạn phải chuột lên cái Hibernate 07, các bạn chọn Maven, rồi các bạn chọn update project giúp mình. Thì lúc này á, tự động những cái thư viện nó cần thiết á, nó sẽ được download về. Còn những cái thư viện này chúng ta đã cấu hình trong 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 cái file form.xml rồi. Bây giờ trong viên á, thì các bạn sẽ bắt đầu viết những cái thông tin để chúng ta map cái thằng nhân viên này xuống ha. Thì trước hết thì mình sẽ có khái niệm là entity đi, entity nhé đó. Rồi sau đó mình sẽ có một vài cái thuộc tính, ví dụ như là mình có là string, đó là ID của một bạn nhân viên chẳng hạn. Rồi mình có là private, là full name, xin lỗi, string luôn, string full name đó. Rồi mình cũng có thể có ngày sinh chẳng hạn, đúng không? Thì desk các bạn nhớ là sử dụng cái desk.java giúp mình ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có là desk of birth. Xin lỗi, lúc thì mình sử dụng tiếng Anh, lúc tiếng Việt thôi, mình sửa lại tiếng Việt ha. Họ và tên. Rồi, ở đây đó là ngày sinh. Để cho nó trừ cái ID thì chúng ta sử dụng tiếng Việt, chúng ta vẫn hiểu ha. Rồi các bạn cần phải có gì nhỉ? Chúng ta cần phải có constructor đúng không nè? Thì các bạn sẽ cho mình ở đây. Đó là một constructor rỗng trước. Trong bất kỳ một cái class nào mà các bạn muốn ánh xạ nó xuống cơ sở liệu thông qua Hibernate á, thì các bạn sẽ cần phải có một cái constructor rộng. Sau đó thì các bạn có thể có những cái constructor khác tùy ha, tùy thuộc theo nhu cầu của bạn. Rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái thằng đó là getter và setter nữa. Thì ở đây mình sẽ chọn tất cả những thằng này đều là getter và setter nhé. Cái nào mà các bạn muốn đó là cái khóa chính thì các bạn có thể là ở ở ngay ở chỗ ngay cái biến này, hoặc là ở trong cái chỗ mà cái hàm get á, các bạn cho nó một cái annotation đó là id ha. Đó, như vậy là xong. Đó, như vậy là chúng ta xong được cái class nhân viên rồi. Ok chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái thằng tiếp theo, đó là cái thằng cuộc họp. Cuộc họp, các bạn để giúp mình ha. Chúng ta sẽ làm việc với thằng tiếp theo, đó là thằng cuộc họp. Thì chúng ta sẽ new ra một cái class mới, đó là cuộc họp. Rồi, thì trong cuộc họp này các bạn cũng có thể có vài cái thông tin đúng không? Ví dụ ở đây mình sẽ cho nó có một cái là int đi, đó là ID của cuộc họp nè. Rồi, string, đó là tên cuộc họp. Rồi ví dụ là đây là string, đó là địa điểm đi, đó địa điểm của cuộc họp. Rồi mình cũng có thể là cho thời gian đúng không, desk đó là thời gian diễn ra cái cuộc họp này. Ok chưa, các bạn hiểu kịp không ạ? Ở đây thì mình sẽ có một cái desk ở đây như thế này, và chúng ta cũng sẽ làm hết tất cả mọi thứ ở đây. Các bạn sẽ để ý giúp mình ha, chúng ta cũng sẽ cho thằng này đó là một cái entity luôn. Rồi chúng ta cũng sẽ có constructor nha, đây suột nè. Rồi các bạn sẽ có constructor rỗng nè. Tí nữa thì chúng ta sẽ phải sửa lại những cái này đó, tại vì chúng ta phải cấu hình cái quan hệ nhiều nhiều cho hai cái đối tượng, cho hai cái class này. Rồi chúng ta có một cái constructor mà các bạn có đầy đủ thông tin generate ha. Rồi ok, chúng ta bỏ đi mấy cái từ quá super ha. Rồi sau đó các bạn có thể có một cái getter và setter, cái này quan trọng ha, chúng ta cần phải có getter và setter. Thì ở đây á, cái cuộc họp á, thì các bạn có thể cho nó là một cái ID, tức là một cái khóa chính. Rồi các bạn có thể cho nó là
cái cuộc họp này nó có cái nó tự động generate ra, thì các bạn để nó đây đó là generated value ở đây đó, như vậy là xong, nó sẽ tự động nó tăng lên, có nghĩa là cái con số này sẽ là 1, 2, 3, 4 vân vân, mình không cần phải quan tâm tới mã số cuộc họp đó là bao nhiêu à, được chưa? Rồi như vậy thì coi như là chúng ta đã tạo ra được hai cái class cơ bản rồi. Nhưng bây giờ câu chuyện của chúng ta nói rằng đó là một bạn nhân viên, bạn có thể tham dự nhiều cuộc họp, và ở trong một cái cuộc họp á thì chúng ta cũng có nhiều nhân viên đúng không? Như vậy thì câu chuyện của chúng ta là làm sao chúng ta cấu hình được cái này đây. À thì để mà cấu hình được cái này á thì các bạn phải đứng từ ở cả hai các lớp này, chúng ta sẽ phải cấu hình. Ví dụ như là ở trong một cuộc họp á, các bạn có nhiều cái bạn nhân viên tham dự, thì lúc này chúng ta cũng sẽ phải tạo ra một cái danh sách ở đây, private nha, các bạn sẽ private thôi. Rồi chúng ta có thể tạo ra một cái set đi, một cái set làm cái tập hợp ha, tại vì ở trong một cái cuộc họp á thì rõ ràng á là mỗi bạn nhân viên bạn chỉ xuất hiện một lần thôi, thì chúng ta cũng nên sử dụng cái hàng set danh sách nhân viên chẳng hạn, được chưa? Rồi các bạn có thể tạo ra một cái set hay tree set gì đó. Bạn nào chưa học những cái này thì các bạn xem lại những cái bài về Java cơ bản mà mình đã hướng dẫn các bạn ha. Ở đây thì chúng ta để cái kiểu generic đó là nhân viên luôn. Rồi như vậy nhé, tương tự như vậy thì bây giờ ở trong khách hàng nhân viên thì nhân viên ở cái này chúng ta phải import cái thư viện vào nè, tí nữa thì mình sẽ nói các bạn cấu hình chi tiết. Tức là một cái cuộc họp có nhiều nhân viên, bây giờ đó thì một bạn nhân viên bạn có được tham dự nhiều cuộc họp hay không? Có chứ đúng không ạ? Thì các bạn nhân viên này bạn cũng có thể có một cái set, và cái set này nó chứa cái gì, nó chứa những cái cuộc họp à, thì mình đã nói đây là danh sách những cái cuộc họp của chúng ta, ok chưa? Và các bạn có thể nêu ra một cái hashtag ở đây, như một cái hashtag, và ở đây chúng ta để là cuộc họp nha. Đó rất là dễ thôi. Rồi thế thì bây giờ câu chuyện của chúng ta là bắt đầu chúng ta mới đi cấu hình cái sự quan hệ giữa hai cái thằng này à, cái này chúng ta phải import vào cả hai thằng này luôn. Bên đây cũng vậy, bên cái thằng cuộc họp đó chúng ta cũng phải import đầy đủ ha. Rồi bây giờ nè, các bạn sẽ bắt đầu cấu hình cái mối quan hệ nhiều nhiều, để cho cái mối quan hệ nhiều nhiều. Như vậy trước hết á thì để mà cấu hình cái mối quan hệ nhiều nhiều á, thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ đến cái bảng trung gian. Ví dụ như cái bảng trung gian của chúng ta muốn nó xuất hiện ở bên dưới á, đó là cuộc họp nhân viên hay là nhân viên cuộc họp, thì các bạn sẽ phải đứng từ cái phía mà các bạn nói trước. Ví dụ như mình nói là cuộc họp có nhiều nhân viên đi, thì thật ra các bạn đi từ hướng nào cũng được. Bây giờ mình sẽ đi từ cái hướng cuộc họp nhé, thì mình sẽ cấu hình ở đây. Đây là một cái mối quan hệ many many to many, các bạn thấy không, many to many. Thì các bạn có thể cho cái cascade ở đây là cascade, ở đây nó là cascade style bằng on ha. Những cái cascade này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn ở trong những cái bài sau. Rồi sau đó mình sẽ có một cái khái niệm, đó là cái join table. Join table có nghĩa là một cái table tạm ấy, một cái table tạm đứng ở giữa hai cái thằng này, tại vì chúng ta muốn tẻ cái mối quan hệ là nhiều nhiều thành hai cái quan hệ là một nhiều và nhiều một, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ có một cái join table. Thì join table các bạn cứ tưởng tượng nó là một cái table tạm để nó xử lý cái thông tin chứa cả ID của hai thằng này luôn ha, cuộc họp nhân viên đó. Mình sẽ có một cái table là cuộc họp nhân viên. Rồi ở đây thì các bạn có thể là điền những cái thông tin, ví dụ là cái join column thì các bạn có thể là cho như thế này ha. Join column thì các bạn sẽ có hai column đúng không? Thì trước hết á, thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái column từ cái cuộc họp, thì các bạn sẽ có A cộng này, join column nhé, và chúng ta sẽ cho nó là name bằng cuộc họp ID đó. Như vậy đó là cái column column đầu tiên các bạn nhé, cái column đầu tiên mà chúng ta sẽ có. Rồi ok à, chúng ta sẽ phải có cuộc họp. Rồi chúng ta sẽ có một cái khái niệm, đó là inverse join column à, thì đây là cái column mà nó sẽ chứa cái ID của các bạn nhân viên à, của các bạn nhân viên. Thế đây các bạn sẽ đánh cho mình là join column luôn à, join column. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái name, đó là nhân viên ship gạch ID, được chưa? Rồi các bạn đóng ngoặc nhọn ở đây là giúp mình đó à, như vậy là xong rồi đó. Hiện tí xíu á, thì thay vì giống như những cái bài trước á, các bạn có nhớ không, thì nếu mà chúng ta ánh xạ xuống trong những cái bài trước chúng ta nói rồi, bài quan hệ một chiều, quan hệ gì một,
thì các bạn có nhớ rằng đó là khi nó ánh xạ xuống là nó chỉ có đúng hai cái lớp thôi đúng không? Nhưng bây giờ trong cái mối quan hệ nhiều nhiều như thế này nè, chúng ta sẽ tạo ra một cái round table, đó là cuộc họp nhân viên, và trong đó nó sẽ chứa hai cái ID, một cái ID là của cái cuộc họp và một cái ID là của bạn nhân viên. Thì các bạn sẽ sử dụng ở đây đó là John Columns và cái Invoice John Columns như thế này. Các bạn hiểu kịp không ạ? Như vậy thì ở đứng từ cái hướng cuộc họp á, thì chúng ta sẽ phải cấu hình như thế này. Rất là dễ ha. Code các bạn có thể lấy trong cái phần mô tả video, mình sẽ để trong đấy, các bạn click chuột vào rồi các bạn lấy code về thôi. Còn ở cái phía nhân viên á, thì bây giờ chúng ta cũng có danh sách những cái cuộc họp. Thì lúc này nha, lúc này các bạn cũng sẽ phải cấu hình. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải cấu hình ở đây là đây là cái mối quan hệ money to money, nghĩa là quan hệ nhiều nhiều. Và các bạn sẽ đánh cho mình là cái map big buy. Thì chúng ta sẽ map big buy từ đâu? À, chúng ta sẽ map big buy từ cái danh sách nhân viên. Thì tại tại vì sao ạ? Tại vì ở bên cái danh sách nhân viên á, chúng ta đã ở bên cái danh sách nhân viên á, là tức là cái biến này nè các bạn, cái biến chỗ danh sách nhân viên chỗ này nè, thì chúng ta đã cấu hình liên quan tới danh sách nhân viên này mọi cái thứ thông tin rồi. Thì khi mà nó gặp cái sếp này thì nó sẽ truy ngược lại cái biến danh sách nhân viên của các lớp cuộc họp để mà nó ánh xạ từ đấy, nó ánh xạ từ đấy. Các bạn hiểu kịp không ạ? À? Rồi ok ha. Thế thì câu chuyện bây giờ là chúng ta sẽ cần phải đi vào ở bên trong cái file 2bnx.cfg của chúng ta. Được chưa? Chúng ta sẽ phải cấu hình hai, chúng ta sẽ bỏ hai cái thằng này vào. Cái thằng thứ nhất á là cái thằng cuộc họp nè. Rồi cái thằng thứ hai là cái thằng gì các bạn? Cái thằng thứ hai là cái thằng nhân viên. Ok chưa? Chúng ta sẽ cần phải có hai cái thằng này luôn. Chúng ta sẽ cần phải có cả hai thằng này thì chúng ta mới mới sử dụng được. Ok. Trong tình huống này thì các bạn cũng có thể, chúng ta bỏ thằng nào trước cũng được ha. Nếu nó báo lỗi thì chúng ta thay thế cái vị trí nó thôi. Nếu mà nó báo lỗi thì chúng ta có thể đem cái thằng nhân viên lên trên, rồi đem cái thằng cuộc họp xuống dưới. Ok. Thế thì bây giờ ở trong cái phần test á, các bạn không cần chỉnh sửa mấy thằng khác ha. Chúng ta chỉnh sửa cái phần test thôi. Thì trong test này chúng ta cũng có cái session rồi. Session Factory thì các bạn để ý trong cái file util ở đây nè. Chúng ta có một cái file happiness.util. Ở trong những cái bài trước chúng ta đã làm cái phần này rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta tạo ra được cái trên session. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ cố tình mình sửa một chút ở đây. Đó là mình sẽ viết một cái đoạn code để mà mình tạo ra cái cuộc họp và tạo ra những cái bạn nhân viên này. Và sau đó mình sẽ lưu xuống. Được không nè? Sau đó mình sẽ lưu xuống. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tạo ra một bạn nhân viên thôi ha. Tạo ra một bạn nhân viên. Ở đây là mình sẽ chọn đó là NV1 đi. Bằng new một cái bạn nhân viên. Bằng new một cái bạn nhân viên nhé. Rồi. Sau đó thì mình có thể là mình cho vài cái thông tin vào đây ha. NV1 nè. Họ và tên đó là Lê Lê Nhật Tùng chẳng hạn. Rồi. Ngày sinh thì mình có thể new một cái date ở đây. New một cái date. Thì mình sẽ bỏ là năm tháng ngày vào. Ví dụ năm 2000 rồi tháng 10 ngày 15. Ví dụ như thế này mình cho data ảo thôi. Rồi sau đó các bạn có thể lấy cái transition này. Các bạn chấm sale. À, xin lỗi. Các bạn lấy cái session. Các bạn chấm sale object thì chúng ta bỏ cái NV1 này vào đây. Thì bây giờ á tại thời điểm mà mình viết cái đoạn code này đúng không? Thì các bạn thấy rằng đó là trong cái example money to money của mình ở đây nè. Các bạn thấy rằng đó là nó chưa có table nào ở đây hết. Các bạn thấy không? Nó là một cái database rỗng, nó chưa có table nào hết. Thì bây giờ mình sẽ cố tình mình thử ha. Mình run cái đoạn code này xem coi nó có run được không. Thì các bạn run S và các bạn chọn chọn run Java application đó. Rồi chúng ta chọn OK nhé. Các bạn chờ chút ha, để xem coi nó có báo lỗi gì không. Nếu nó có báo lỗi thì chúng ta sẽ chỉnh sửa, còn không á là nó chạy từ đầu đến cuối như thế này là thành công nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái cơ sở dữ liệu, thì các bạn phải chuột ở đây. Các bạn chọn refresh giúp mình F5 á. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ xuất hiện bốn cái table, nhưng chúng ta quan tâm tới ba cái table chính của chúng ta thôi. Đó là table cuộc họp nè, table nhân viên nè và cái cuộc họp nhân viên và cái cuộc họp nhân viên. Nếu như các bạn vào bên trong đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái quan hệ hiện giờ thì ở đây là chúng ta có ID ha. Chúng ta sẽ xem cái thằng này, đó là cuộc họp nhân viên. Ở đây các bạn thấy không, nó có một cái khóa ngoại nè, nó chứa một cái cuộc họp ID và nhân viên ID nè. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Đó thì coi như là chúng ta đã ánh xạ được cả ba cái table này xuống luôn.
cuộc họp nè, rồi nhân viên nè, rồi cuộc họp nhân viên. Vì cuộc họp và nhân viên nó có cái sự quan hệ, đó là quan hệ nhiều nhiều, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái table ở giữa, người ta gọi là cái zone table, để nó lưu trữ cả hai cái thông tin này. Thì lúc đó cái cuộc họp với cái thằng nhân viên này đó là quan hệ một nhiều, và nhân viên với cái cuộc họp nhân viên nó cũng là quan hệ một nhiều luôn. Các bạn để ý giúp mình ha. Rồi bây giờ tương tự, bây giờ mình sẽ thử nè, mình sẽ thử lưu lưu thông tin xuống các bạn ha, mình sẽ thử lưu thông tin xuống cho các bạn xem. Bây giờ ha, ở trong cái thằng cuộc họp này nè, mình viết thêm một cái phương thức đi. Tức là sau này mà các bạn có thực sự các bạn xây dựng ra những cái dự án, những cái dự án mà sử dụng Hypernet, thì các bạn dần dần các bạn làm việc với những cái mối quan hệ này, các bạn sẽ quen ha. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái phương thức đó là add nhân viên ha, add nhân viên. Rồi ở đây thì mình sẽ nhận vào đây là một cái nhân viên nào về, thì mình có thể lấy cái gì, mình sẽ lấy div chấm danh sách nhân viên mình chấm s, add cái bạn nhân viên này vào. Mình sẽ add cái bạn nhân viên này vào. Thật ra thì các bạn cần phải kiểm tra xem coi cái bạn này nó có tồn tại hay chưa, rồi làm nhiều cái hành động khác nữa. Tuy nhiên á, mình không có quan tâm vấn đề đó. Nếu các bạn quan tâm vấn đề đó, các bạn quay lại các bạn học cái chuỗi bài Java của mình á, nó có ha, nó có. Rồi bây giờ á thì cái bạn nhân viên một này á, thì tạm thời mình sẽ không gọi cái hàm sale nữa ha, mình để vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ làm gì, mình sẽ tạo ra một cái cuộc họp nè các bạn nhìn ha. Rồi mình để đây là CH1 đi, mình bằng new một cái cuộc họp. Thì new cái cuộc họp thì các bạn sẽ không cần ID đâu, các bạn lấy cái CH1 này, các bạn chấm set cái tên cuộc họp thôi. Tên cuộc họp ví dụ như là họp hội đồng quản trị gì đó ha, hội đồng quản trị công ty đó, mình ví dụ thế này nha. Rồi sau đó mình lấy CH1 mình chấm set thời gian đi, thời gian là mình nêu ra một cái date, cho mình điền vào đây 2025 ngày 20 ngày tháng 2 ngày 28 chẳng hạn đó, mình ví dụ như vậy. Rồi sau đó mình lấy CH1 này mình set thêm cái địa điểm nữa, địa điểm là ví dụ là phòng họp số 1 đi, phòng họp 1 đó, được chưa. Rồi bây giờ mình làm cái này hay hơn nữa, đó mình thêm nhân viên vào. Ví dụ bạn có 10 nhân viên thì bạn thêm 10 nhân viên vào, các bạn hiểu kịp không ạ? Ví dụ đây mình có các bạn nhân viên một rồi, bạn nhân viên một này phải tồn tại trong hệ thống nhé, các bạn nhân viên một này phải tồn tại trong hệ thống rồi thì chúng ta mới add cái bạn nhân viên này vào. Ví dụ như các bạn có nhiều nhân viên thì bạn add nhiều lần, các bạn hiểu kịp không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ thử lấy cái session của mình nè, các bạn nhìn ha, session được chưa, mình chấm save save cái cuộc họp một của mình, các bạn hiểu kịp không, mình save cái cuộc họp này. Rồi bây giờ mình run lại cho các bạn xem nhé, run lại nè Java application. Đó, xong rồi đó. Bây giờ mình xuống cơ sở liệu, các bạn sẽ dòm lại cái data thực tế của nó nè. Bây giờ thứ nhất á, từ cái phía nhân viên thì hồi nãy chúng ta có một bạn nhân viên. Đây mình sẽ phóng to cho các bạn xem. Rồi ok, mình phóng to được rồi nè. Ở đây thì mình sẽ kéo cho nó to ra ha, để cho các bạn dễ dòm. Đây, trước hết là từ cái thằng nhân viên đó, các bạn thấy không? Mình có một bạn nhân viên là NV1, là N Tùng đúng không? Đây các bạn thấy cuộc họp á, thì nó có một cái cuộc họp như thế này. À, cái này chúng ta phải trừ đi 1900 nè, nãy mình quên trừ đi 1900 nè, các bạn tự trừ đi nha. Cái này trừ đi một nữa, cái này trừ đi một nữa. Rồi ở đây thì các bạn thấy là nó có cái sự quan hệ là hoặc bạn bạn nhân viên một, xin lỗi, cuộc họp thứ nhất và bạn nhân viên thứ nhất đó, các bạn thấy kịp không ạ? Đó thì nhiều nhiều ở trong cái thằng Hypernet rồi đó các bạn. Nhiệm vụ của các bạn đó là gì, là các bạn hãy tự cho thêm nhiều cái ví dụ nữa. Sau khi các bạn code xong cái dự án này, các bạn hãy cho thêm bạn nhân viên hai này, nhân viên ba, nhân viên bốn, nhân viên năm, và các bạn tạo ra cuộc một, cuộc họp một hai ba bốn năm, và làm sao các bạn ép những cái bạn nhân viên này vào bên trong những cuộc họp. Rồi các bạn cũng có thể thử cho cái dự án này. Thì tất cả những cái điều mình làm cho các bạn nó là những cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi các bạn tổng hợp kiến thức lại qua từng cái bài học một á, thì các bạn sẽ có thể thao tác tốt với cái thằng Hibernate. Ok, các bạn cố gắng nhé, chúc các bạn thành công và đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu như các bạn chịu khó, các bạn học đi học lại, học đi học lại nhiều lần là các bạn sẽ thành công thôi. Các bạn cũng đừng có ngại vấn đề đó là chúng ta học xong chúng ta quên, mình cũng vậy thôi, mình quay xong cái video clip này là mình quên ngay, nhưng khi nào cần thiết thì mình biết tìm kiếm nó ở đâu và mình biết cái khái niệm nó là gì, thì mình sẽ tự động mình đi lên trên mạng mình tìm và mình có thể sử dụng lại nó rất là tốt. Ok, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nha. Xin chào.